Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Du học Tân Đại Dương. Và vấn đề trong chương trình hôm nay mà chúng ta bàn luận tới đó là những vật dụng cần thiết cũng như là mình cần chuẩn bị những gì trước khi đi du học tại Mỹ. Thì du học tại Mỹ và học tập tại một môi trường khác với một ngôn ngữ khác và phương pháp học tập khác, chắc chắn bước đầu các bạn cũng sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng mọi khó khăn sẽ nhanh chóng qua nhanh nếu như các bạn thật sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý cũng như nắm bắt được những thông tin cần thiết, những kinh nghiệm từ những du học sinh đi trước. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học Mỹ. Và trong chương trình này thì Tân Đại Dương cũng xin tư vấn cho các bạn những vật dụng mà các bạn sẽ cần chuẩn bị trước khi đi du học Mỹ. Đầu tiên đó là ngoài những vật dụng cá nhân thì các bạn nên mang theo những thuốc dự phòng căn bản như là nhức đầu hay là cảm sốt vân vân. Quần áo thì các bạn nên mang theo quần jean, áo thun vì đây là trang phục ở đa số các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Và các bạn cũng nên mua kem để giữ ẩm, son giữ ẩm vì thời tiết ở một số vùng ở Mỹ tương đối lạnh sẽ làm cho các bạn dễ bị khô da. Những tấm postcard hoặc là hình ảnh giới thiệu về Việt Nam sẽ là những món quà ấn tượng giúp bạn nhanh chóng hòa đồng với thầy cô và bạn bè nơi đây. Và một điều đặc biệt nữa là những vật dụng nào sẽ liên quan tới việc học của các bạn. Thì trước hết các bạn nên vào trang web của trường. Đa số các trường cao đẳng và đại học của Mỹ thì đều có trang web riêng, và vào catalog để xem chương trình học của mình. Sau đó thì các bạn nên đến những nhà sách để mua những cuốn từ điển liên quan tới ngành học bên cạnh từ điển Anh hoặc là Anh Việt. Cụ thể như nếu bạn học ngành kế toán thì nên có từ điển toán Anh Việt vân vân. Và các sách chuyên về ngữ pháp tiếng Anh hoặc là TOEFL cũng sẽ giúp cho các bạn có thể viết được những bài luận dễ dàng hơn. Và máy tính học toán cũng là một công cụ cần thiết cho việc du học ở Mỹ của các bạn du học sinh. Nhưng các bạn nên hỏi trước giáo sư vì một số môn học toán không cho phép sử dụng máy tính. Và một vận dụng quan trọng khác mà các bạn nên mua đó là máy ghi âm. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể nghe lại được bài giảng của giáo viên nhiều lần và tiếp thu tốt hơn trong những ngày đầu sang Mỹ. Và các bạn cũng không nên mang tập từ nhà sang vì ở Mỹ các bạn sẽ sử dụng bìa sách và giấy khổ 8x11 để các bạn dễ dàng nộp bài tập cho giáo sư. Và nếu như các bạn còn thắc mắc thêm thông tin về hồ sơ du học tại Mỹ như thế nào hoặc thủ tục học phí du học Mỹ ra sao thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường cao đẳng đại học uy tín của Mỹ tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Hoặc các bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp tới số 0838382080 hoặc là 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.